nha đầu. Con có hận mẹ không? Sao con có thể hận mẹ được? Mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy mà. Con gái rất nhớ mẹ. Con luôn nghĩ, không biết bao nhiêu năm nay mẹ sống có tốt không? Mẹ có gì vui không? Là mẹ không tốt với con, còn ép con phải thay mẹ ẩn nao trong Quang Minh Đỉnh. Mẹ biết mấy năm nay con ở bên ngoài chắc đã chịu không ít khổ cực. Không có, không có ai ức hiếp con. Công tử vẫn luôn bảo vệ cho con. Con biết ngày hôm đó mẹ cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Mẹ chỉ đơn giản là muốn đưa con tới chỗ của cha, để cả nhà chúng ta đoàn tụ, mãi mãi không chia ly. Trương công tử. Nghĩa phụ. Vô kỵ. Con về rồi đây. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Con không sao chứ? Con không sao. Bị thương chứ? Hả? Người vẫn ổn chứ? Tổn, tổn. Vậy tốt rồi. Hằng phu nhân, Tiểu Chiêu, hai người cũng ổn chứ? Tam ca. Hả? Ta và con gái đều không sao rồi. Cẩn thận. Cô không sao chứ? Ta không sao. Còn huynh? Cô nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, đừng đi đâu ra ngoài ha. Ừ, ta biết rồi. Vô kỳ ca ca, huynh uống nước đi. Huynh sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Không sao, thật sự rất giả cho muội rồi. Tam ca. Đa tạ. Hả? Ta thật sự cảm thấy rất hổ thẹn. Ta vì muốn có được đồ Long Bảo Đao mà không từ thủ đoạn, thậm chí không ngại làm hại huynh. Vậy mà huynh vẫn tốt với ta như vậy. Mũi mũi này không xứng đáng được huynh đối xử tốt mẹ như đúng vậy. Mũi và ta là hai đại pháp dương của Minh Giáo. Mũi gọi một tiếng Tam ca, mũi là lão mũi. Ta là Tam ca thì mãi mãi phải có dáng vẻ của Tam ca chứ, có đúng không? Mùi mùi này có lỗi với huynh. Ê, chuyện gì đã qua rồi, đừng nhắc tới nữa. Mọi người đều bình an là tốt rồi, có phải không? Mẹ ơi, Tạ tiền bối, con nghĩ chắc mọi người đều đó rồi. Để con đi tìm chút đồ ăn về ha. À, để ta đi với cô. Ta cũng muốn đi tìm chút thảo dược cho Triệu cô nương và Thù Nhi. Ừ. Cẩn thận. Dạ. Công tử, muội biết công tử có chuyện muốn hỏi muội. Công tử hỏi đi. Đúng là vậy thật. Tiểu Chiêu, ta tin tưởng con người cô, cũng tin cô trước giờ chưa từng làm chuyện có lỗi với ta, có lỗi với Minh Giáo. Có điều cô theo lệnh mẫu thân trà trộn vào Quang Minh Đỉnh, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì muốn lấy cắp Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp. Cái gì? Nhưng mà tuy muội đã nhớ hết rồi, nhưng muội chưa từng phản bội công tử. Muội không hề tiết lộ với mẹ của muội nửa lời. Muội xin thề. Ta tin cô. Nhưng mà muội vẫn luôn gạt công tử. Công tử không hận muội sao? Tuy cô luôn gạt ta, nhưng cũng đã thành thực với ta rồi. Công tử cũng không giận hả? Ta hết giận lâu rồi, nhưng cô phải hứa với ta, sau này có chuyện gì không được giấu ta nữa. Ừ,
Muội không dám nữa, không dám nữa đâu. Nhưng mà cái gì? Không lẽ cô vẫn còn chuyện gì giấu ta sao? Đây là cái gì? Đây là chiếc nhẫn đính đá quý của Bạc Sa. Mong công tử nhất định phải giúp muội giữ bí mật này. Muội thực sự không muốn gây ra quả sát thân cho mẹ của muội. Ta tiên bối hả? Con đã bỏ xương cá ra rồi, con để ở đây nha, mời người ăn. Chú cô nương thật có lòng, đa tạ cô. Không có gì. Trái này ngọt lắm đó, cô mau ăn đi. Ừ, đúng lúc ta đang thấy khát, đa tạ huynh. Muội nè. Mẹ ơi, mẹ không đói cũng ăn một miếng đi nha mẹ. Lần này trên người chúng ta mang đại ân của phụ tử sư Dương Minh Giao, muốn quay về trung thổ tìm tên đầu đà đã giết cha con để tinh sổ, e là đã khó càng thêm khó. Hàng phu nhân, Ngân Diệp tiên sinh đã qua đời nhiều năm rồi, nói không chừng đầu đà đó cũng không còn trên nhân thế nữa. Người hạ thất phải cố chấp như vậy? Ngươi chưa từng mất đi người thân yêu nhất thì sao biết được mùi vị nỗi đau khổ đó như thế nào? Ta từng trải rồi. Cha mẹ ta lại bị người ta bức tử mà chết, nhưng ta không có ý muốn báo thù, bởi vì thù hận làm người ta đau khổ. Cho dù có báo được thù thì cha mẹ ta cũng không thể quay lại nữa, cho nên chỉ có thể buông bỏ và khoan dung mới khiến người ta được giải thoát. Ờ. Đúng vậy. Bao nhiêu năm nay ta chỉ nghĩ đến việc báo thù, thật sự rất mệt mỏi. Có lẽ cũng nên buông bỏ rồi. Nhạc đóa hoa rơi mỉm nụ cười, nghĩ đến thế nhân thay đổi, cuối cùng thắng bại thì đã sao, ngày tháng nối tiếp nhau, phú quý khó bền lâu, dung nhan sớm nở, tối qua đã tàn, giãn đôi hàng lông mày. Nghĩa phụ à, đây là khúc nhạc của Minh Giáo sao? Minh Giáo, nguồn gốc từ Bạc Sa. Khúc hát này cũng là của Bạc Sa. Nói như vậy, người cũng biết sao? Ta không biết hát. Năm xưa, ở Bạc Sa có một thi nhân, khúc hát này do mấy sáng tác, tên ông ấy là Nga Mặc. Ở Bạc Sa mọi người ai cũng đều biết hát. Năm xưa lúc ở trên Quang Minh Đỉnh, Hàng phu nhân cũng đã từng hát khúc ca này. Lão gia tử, vị Hàng phu nhân này đứng đầu trong Minh Giáo Tứ Đại Pháp Dương, võ công cũng chưa chắc thấp hơn người, nhưng khi bà động thủ với tổng giáo Bạc Sa, tại sao lại không dùng thiên thù dạng động thủ? Bà đối xử nhẫn tâm với ân cô nương như vậy, nhưng sao bà lại hạ thủ lưu tình với kẻ địch hả? Hàng phu nhân là một tuyệt sắc giai nhân, đừng quý dùng mạo còn hơn cả tính mạng của bản thân. Thiên thù giả độc thủ bà ấy không học đâu. Không phải chứ lão gia tử, mắt nhìn của người quả thật rất khác thường. Hàng phu nhân với bộ dạng như vậy, dù có trẻ lại 30-40 tuổi thì tuyệt đối cũng không thể nào là tuyệt thế mỹ nhân được. Tại cô không biết thôi. Năm đó Hàng phu nhân đẹp tựa như tiên nữ trên trời, bây giờ thì mắt của ta mù rồi, Tam ca không thấy dùng mạo của muội được. Tử Sam Long Dương từng là mỹ nhân hả? Triệu cô nương, Trường giao chủ không cần phải ngại đâu. Tam ca, huynh cứ nói tiếp đi, để quận chúa cô nương đây nhận xét lão bà đang hận này xem như thế nào. Năm đó tại Quang Minh Đỉnh, các anh hùng Minh Giáo không mời mà tụ họp, đều hạ mình dưới bóng của Đại Ý Ti. Đại Ý Ti là tên của Hàng phu nhân sao? Đúng vậy. Tên này nghe lạ quá. Bà ấy là người Bạc Sa, đó là tên khi cỏ ở Bạc Sa của bà ấy. Lẽ nào Hàng phu nhân cũng giống như Khổ Đầu Đà của ta trước đây sao? Cố ý tự hủy dung mạo của mình. Khổ Đầu Đà là ai? Khổ Đầu Đà là Minh Giáo Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao,
năm xưa ông ấy từ quỷ dung mạo rồi mình giao tới tay giật trở thành Khổ Đồ Đà, sau đó vào Nhữ Dương Dương phủ làm nội gián, là sư phụ của Triệu cô nương. Hành động của Phạm huynh nửa phần vì muốn lập công với Minh Giáo, còn nửa phần có lẽ chính vì hàng phu nhân. Lão gia tử đừng úp mở nữa, người mà kẻ bọn ta ngay đầu đưa câu chuyện đi. Chuyện là năm đó có một sư giả từ Trung Thổ tới Minh Giáo Bạc Sa, vị sư giả này cưới một cô nương người Bạc Sa, sinh ra một người con gái. Nhưng mà không may năm đó ông ấy lại mắc phải trọng bệnh, trước lúc lâm chung vẫn luôn hoài niệm cố hương. Giáo chủ tổng giáo Minh Giáo Bạc Sa tôn trọng dương nguyện của ông ấy, phái người đưa con gái ông ấy lên Quang Minh Đỉnh. Cô gái đó chính là Đại Hỷ Ti. Đại Hỷ Ti tham kiến Dương giáo chủ và phu nhân. Mau đứng lên đi. Tạ giáo chủ. Lão gia tử, Đại Hỷ Ti xinh đẹp kiều diễm, rất nhiều người trên dưới Minh Giáo có phải đều thích bà ấy không? Không sai, sư phụ ngươi cũng ở trong số đó. Si mê tới mức không thoát ra được. Khổ Đầu Đà Phạm Giao khi còn trẻ khi phách cũng hiên ngang dữ lắm ha. Hai người họ không phải rất xứng đôi vừa lứa sao? Sư phụ ngươi vừa gặp Đại Hỷ Ti đã nhất kiến trung tình. Nhưng mà Đại Hỷ Ti lại không chút động lòng. Điều này ta tán đồng với Đại Hỷ Ti. Người mà ta không thích thì dù có là gì ta lên núi đào xuống biển lửa cũng vô ích thôi. Nhưng một khi ta đã thích thì dù người đó đi tới chân trời góc bể, ta cũng sẽ đuổi theo cho bằng được. Đại Hỷ Ti không giống như ngươi đâu. Hả? Bà ấy đối với nam nhân đều lạnh nhạt khó gần. Vậy bà ấy thì cả đời không xuất giá sao? Có lần bà ấy nói riêng với ta, tư tình nhi nữ sẽ làm lỡ đại sự. Trên giang hồ có bao nhiêu anh hùng hảo hán đều vì hai chữ ái tình mà thân bại danh liệt, cho nên bà ấy quyết định cả đời không xuất giá. Cô nương Bạc Sa quả nhiên tính cách cương liệt, con người hào sảng quyết đoán, y như là nữ tử Mông Cổ ta vậy. Lão gia tử, vậy Đại Hỷ Ti làm sao lại gặp được Ngân Diệp tiên sinh? Nói ra cũng nực cười, có lẽ chính là do số phận an bài. Lúc đó ta vừa lập lời thề với Tam Ca cả đời không xuất gia, nhưng sau đó lại có một tiểu tử tơi cầu kiến Dương giáo chủ. Tiểu tử này ở đâu ra vậy? Tay cầm một thanh kiếm cùn, xông vào Quang Minh Đỉnh làm cái gì? Liệt Ti! Thiếu hiệp xông vào thánh địa Quang Minh Đỉnh chúng tôi, không biết gì cớ gì? Tại hạ Hà Thiên Diệp ở Linh Xà Đảo, tới đây thách đấu với Dương giáo chủ. Dương Đỉnh Thiên, năm xưa ngươi và gia phụ bất đồng dẫn đến nhà một trận. Ngươi dùng một chưởng đại cửu thiên thủ khiến phụ thân ta phải quỳ dưới chân ngươi. Ngươi vẫn còn nhớ chứ? Có nhớ. Ông ta nói sau này nhất định sẽ báo thù, nếu không phải là con trai tới thì con gái tới, ta hứa sẽ tỉ thí. Tiên phụ chỉ có một con trai là ta. Hôm nay ta tới đây chính là để thay tiên phụ trả lại ngươi nỗi nhục năm xưa trọng thương quỳ dưới đất. Lời hứa quân tử nặng tựa thiên kim, ta nhất định tiếp ngươi. Được, sảng khoái lắm. Không hổ là đối thủ của tiên phụ. Năm đó ngươi đã đồng ý với tiên phụ, nội dung tỉ thí sẽ do con trai người quyết định. Ngươi cứ nói đi. Vậy chúng ta quyết phân thất bại tại Bích Thủy Hàng Đàm trên Quang Minh Đỉnh. Khoan đã, giáo chủ bọn ta không thạo dưới nước, lại đang giữa đồng lạnh giá. Nếu tỉ võ đó lão có chết đuối hay bị lạnh chết, chẳng phải chưa tỉ võ người đã thắng rồi hay sao? Đây là di vật mà tiên phụ để lại. Nếu như Dương giáo chủ thật sự thức tính, không cần đến người của ngươi loạn đao phân thây ta, mà ta sẽ dùng nó để tự kết liễu. Nhưng chuyện xấu này, hôm nay ngoài Minh Giáo ra, giang hồ sẽ không một ai biết được. Xem ra vị bằng hữu này thật sự muốn ép chết giáo chủ bọn ta rồi. Ta chỉ cầu một cuộc tỉ thí. Lời hứa quân tử nặng tựa thiên kim,
Nhưng Dương Tiêu ta không phải quân tử. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hoặc là đi, hoặc là ta sẽ giết ngươi. Cha. Người ta có đứa con trai tốt, lẽ nào cha không có con gái ngoan sao? Hàng gia vì phụ thân báo thù, vậy con gái cũng thay cha tiếp chiêu. Đời trước là đời trước, đời sau là đời sau, không nên làm loạn thân phận. Cô nương muốn thay cha tiếp chiêu không phải là không được, nhưng ta có một điều kiện. Nếu như cô thua, vậy thì Dương Đỉnh Thiên phải quỳ trước đoạn đao của tiên phụ ta khấu đầu 3 cái. Còn nếu Tôn Giá thua thì sao? Muốn chém, muốn giết thì tùy ý. Được, vậy chúng ta tới Bích Thủy Hàng Đàm quyết phân thắng bại. Con không sao chứ? Người yên tâm, vậy cha con thua rồi, Dương giáo chủ trừng phạt cha con thế nào? Thật ra cha con không hề kém về thủy tinh, do bị ta lừa thôi. Ta xin Dương giáo chủ để lòng hiếu thuận thay cha bao thù của tên tiểu tử này mà tha cho hắn tội vô lễ. Dương giáo chủ đương nhiên là đồng ý. Còn mời Hồ Thanh Ngưu trị thương cho hắn. Chỉ là tên Hồ Thanh Ngưu này, tuy là muội đã thắng, nhưng mà trận Hàng Đàm này bị thương xâm nhập vào phổi, khiến cho tới tận bây giờ bệnh vẫn quấn lấy thân. Bệnh quấn lấy thân thì đã sao chứ? Nếu không bị hàng thủy nhập phê, làm sao gặp được mối thâm tình nhập cốt? Một trận Hàng Đàm khiến ta và hàng gia có một đoạn nhân duyên lành, đến chết vẫn còn âm lòng. À, vậy rồi sau đó bà với Ngân Diệp tiên sinh làm sao kết thành phu phụ được vậy? Người của Minh giáo nhất định sẽ không tán đồng. Tham kiến giáo chủ. Giáo chủ phu nhân. Đứng lên hết đi. Tạ ơn giáo chủ. Chuyện này nói ra khiến bổn tọa thật hổ thẹn. Nếu như không nhờ lúc đó đại ý ti ra mặt giải dây, thanh danh cả đời của bổn tọa sớm trôi theo dòng nước rồi. Để biểu dương công lao, bổn tọa tuyên bố phong cho đại ý ti lên làm pháp dương, mang tước hiệu Tử Sam Long Dương, với Bạch Mi Ưng Dương, Kim Mao Sư Dương và Thanh Dược Bức Dương là ngang hàng. Tử Sam Long Dương, đa tạ giáo chủ, giáo chủ phu nhân. Mau đứng lên đi. Giáo chủ, liệu gì? Đại Y Tì vừa lập được kỳ tích, đại công của cô ấy đủ để vượt qua cả Tam Dương bọn ta. Vì vậy ta đề nghị để cô ấy đứng đầu trong Tứ Dương bọn ta. Không biết chủ ý của liệt vị thế nào? Chủ ý hay? Chủ ý này không còn hả? Tử Bạch Kim Thanh so với Bạch Kim Thanh Tử nghe có vẻ hay hơn, ta đồng ý. Ta đây cũng nguyện ý xếp sau các vị. Tiểu đệ bái kiến đại tỷ. Tiểu muội tuổi nhỏ nào dám xưng đại tỷ. Đại ý ti bái kiến Ân Nhị Ca, Tạ Tam Ca và Di Tứ Ca. Tốt, kể từ hôm nay
các tứ đại pháp dương xưng hô huynh muội như vậy được rồi. Tối hôm qua Phạm Hữu Sứ tới tìm ta, muốn nhờ ta làm mai mối. Ta nói với hắn, thật ra ta cũng đã sớm có ý tác hợp cho hai người. Hôm nay thời khắc thích hợp, ta muốn nhờ giáo chủ ban hôn cho hai người. Người thấy có được không? Ý tốt của Dương phu nhân, đại ý ti vô phúc không thể nhận, chỉ có thể nhận tấm lòng, vì tâm ý ta đã thuộc về người khác. Lạ vậy? Không biết người có phúc vận đó là ai. Như vậy là sao? Đây là... Có ai biết tại sao không? Đây là... Giáo chủ, con muốn được gả cho Hàn gia. Tử Sam Long Dương, người này hôm đó gây khó dễ người khác, đê tiện vô sĩ. Cô thân là đứng đầu tứ đại pháp dương, sao lại có thể gả cho kẻ tiểu nhân bị ổi như vậy được? Nàng không muốn gả cho ta, từ chối ta đã đành. Nhưng nàng tuyệt đối không thể nào gả cho người này được. Đại ý ti, tên khốn kiếp này hôm đó ép giáo chủ chúng ta, khiến trên dưới bổn giáo ai ai cũng đều vô cùng căm hận. Cô nay ở bổn giáo là tứ đại pháp dương, sao có thể gả cho một người như hắn chứ? Tử Sam cô nương, cô vẫn nên suy nghĩ lại thì hơn đó. Chỉ bằng gả cho Ngũ Tản Nhân bọn ta còn tốt hơn nhiều đó. Đúng vậy, ta nói nghe nè, ngươi không xem lại bản thân của mình đi. Ngươi dựa vào cái gì hả? Dám đòi cưới cô nương xinh đẹp như vậy nữa chứ? Ngươi có cho người ta hạnh phúc được hay không? Thứ đầu nai mắt chuột, các người im miệng cho ta. Cả đời này ta chỉ gả cho Hàn gia, các ngươi còn ngông cuồng lăng mạ thì kết cục là ngươi chết ta vong. Kẻ nào muốn nếm thử trường kiếm của Tử Sam Long Dương? Nói cái gì mà ngươi chết ta vong? Tất cả đều là người một nhà, mọi chuyện từ từ thương lượng. Dương giáo chủ, đại ý ti ta trước giờ chưa từng yêu ai khác, chỉ nguyện chung tình với Hàn gia đi. Ta nguyện từ bỏ chức vị pháp dương này, mong người thành toàn. Dương giáo chủ, ta và đại ý ti tâm đầu ý hợp, mong ngài có thể bỏ qua thù cũ, đừng để ấm ức cho cuộc có công. Nếu như giáo chủ vẫn không cho các người ở bên nhau thì sao? Chết cũng không thay lòng. Không được, cứ việc giết ta đi. Đại ý ti, Hàn Thiên Diệp, chúc hai người bách niên giai lão. Tiệc buổi tối hôm nay coi như là tiệc đại hỷ của hai người đi. Đa tạ giáo chủ. Đại ý ti và Hàn Thiên Diệp thành thân, có rất nhiều người không tán thành, nhưng nhờ Dương giáo chủ ra mặt thuyết phục mọi người, cho nên việc tốt mới thành thôi. Dám yêu dám hận như vậy thì mới đúng chứ. Không lẽ bản thân yêu một người mà còn phải lo ngại ánh mắt người đời hả? Những người như vậy thì đừng hòng mà mơ có được hạnh phúc. Ta không đồng ý. Tình yêu đúng là rất quan trọng, nhưng việc trung thành với bổn giáo, lo cho bá tánh thiên hạ, cũng không thể nào dứt bỏ được. Nghĩa phụ à, nếu như mọi người không thể không chấp nhận hôn sự đó, thì tại sao đại ý ti còn phải xuất giáo? Sau khi thành hôn, Hàn Thiên Diệp muốn nhập Minh giáo, nhưng bổn giáo có rất nhiều người phản đối, giáo chủ cũng không còn cách nào. Rồi qua mấy ngày sau, phu thê giáo chủ đột nhiên lại mất tích, mọi người trong giáo vô cùng hoang mang. Mọi người đều nghi ngờ có phải Hàn Thiên Diệp mưu đồ làm loạn, hại chết phu thê giáo chủ hay không. Nghĩa phụ à, đó chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, thực sự không nên nghĩ vậy. Đúng vậy, mọi người tìm kiếm khắp nơi, Phạm Giao đột nhiên phát hiện đại ý ti từ trong mật đạo đi ra. Từ trong mật đạo đi ra? Đúng vậy, mật đạo chỉ có giáo chủ mới có thể tùy ý ra vào. Phạm Giao chất vấn đại ý ti có phải đang nghe theo Hàn Thiên Diệp xúi dục mà hạ độc thủ phu thê giáo chủ hay không? Quy định Minh giáo nghiêm ngặt, kẻ nào tự ý vào mật đạo, nếu không tự dẫn cũng phải tự đoạn một chi. Đúng vậy, các huynh đệ sau khi hội ý quyết định bắt đại ý ti giam cầm 10 năm. Không ngờ Dương giáo chủ không còn, không ai có thể quản ta.
Cuối cùng ta cùng Hàng Thiên Diệp và Mùng Xuất Giao rời khỏi Quang Minh Đỉnh. Hàng phu nhân, bà tự ý vào mật đạo, rốt cuộc là để làm gì? Quận chúa, người hiếu kỳ quá mức như vậy, coi chừng có ngài chúa quả vào thân. Trường giao chủ, sau khi trở về trung thổ, ta định sẽ ẩn cư tại ngoại, từ đây giang hồ không còn Tử Sam Long Dương, cũng không còn Kim Hoa bà, đưa con gái duy nhất của ta đành phó thác cho ngươi vậy. Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Hàng phu nhân, người yên tâm đi, ta luôn coi Tiểu Chiêu như muội muội, đương nhiên sẽ hết lòng chăm sóc. Muội muội, quận chúa cô nương này là tâm can bảo bối của ngươi, còn con gái ta chỉ là muội muội sao? Mẹ, con chỉ muốn làm nha đầu của công tử thôi, hầu hạ bên cạnh công tử là được rồi. Nha đầu? Lời này là thật sao? Ngàn vạn lần là thật. Con gái của đại ý ti mà chỉ làm nha đầu thôi. Thật ra Hàng phu nhân, bà thà để con gái mình lại là một tiểu nha đầu bên cạnh Trương công tử, hay là để cô ấy nối gót bà về tổng giáo Bạc Sa là một thánh nữ tôn quý đi. Công tử, không phải huynh hứa giữ bí mật cho muội sao? Ta xin thề với trời, ta tuyệt đối không tiết lộ nửa lời với Triệu cô nương. Trương giáo chủ không hề gạt cô, ta chỉ đoán bừa thôi. Ai ngờ ta đoán trúng rồi. Không phải cô đang suy đoán vô căn cứ đó chứ? Lúc còn nhỏ, ta được cha mời võ sư Bạc Sa tới dạy võ công. Ta vốn không phải đồ đệ ngoan, thường làm cho ông ấy sức đầu mẻ trán. Lúc ông ấy tức giận thì hay hù dọa ta là sẽ đưa ta tới Bạc Sa để làm thánh nữ, cả đời không được xuất giá. Nếu như dám phản giáo thì sẽ nhận hình phạt liệt quả thiêu thân. Hàng phu nhân, bà thay đổi dung mạo làm cho bản thân xấu đi, chính là vì muốn thoát khỏi sự truy tầm của tổng giáo Bạc Sa. Triệu cô nương, cô vẫn đang bị thương mà, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Năm đó võ sư Bạc Sa của ta cũng rất thích bôi quả dược lên người, mỗi lần mà người thấy mùi này thì ta lại nổi hết da gà luôn, nghĩ tới hình phạt liệt quả thiêu thân. Hàng phu nhân, bạch bào trên người bà là bà tự mặc lên hay là do người Bạc Sa ép bà mặc hả? Bọn họ nói tổng giáo giáo chủ vừa từ trần nên bắt ta mặc vào để làm đồ tê. Không xong rồi, đây chính là Thôi Mạn Phù. Không hay rồi, không hay rồi, không hay rồi. Ngoài kia có rất nhiều người dị tộc, hình như muốn xông tới chỗ chúng ta. Mẹ, vẫn là người thông minh đã tìm ra chỗ trú ẩn của bọn chúng rồi. Ta Đại Thánh Dương, kẻ phản giáo phải chết. Mẹ, đừng sợ. Chuẩn bị quả dược, lối ra đã bị bọn ta dùng quả dược chặn rồi. Các người muốn ra chính là tìm đường chết. Chết rồi, Thiên Khanh này chỉ có duy nhất một lối ra, lần này chúng ta chết chắc rồi. Thả quả dầu xuống đi. Tam ca cẩn thận. Đây là mồ hôi của ma quỷ. Cái gì mà là mồ hôi của ma quỷ? Là dầu quả. Mọi người cẩn thận, lùi về phía sau. Chỉ Nhược, bảo vệ Ân Ly. Được.
chuẩn bị hỏa tiễn. Các ngươi nghe rõ đi, Tử Sam Long Vương phản bội bổn giáo, bổn giáo đang thanh lý môn hộ, hãy ngoan ngoãn chém đầu bà ta, nhanh chóng đầu hàng. Các vị bảo thủ vương sẽ tha chết cho các ngươi. Mẹ ơi, đừng lo lắng, phụ tử bọn họ thà là để cho mọi người cùng chết, tuyệt đối không bán đứng mẹ cô đâu. Tất nhiên rồi, mình giáo Tư Đại Pháp Vương tình như thủ túc, há có thể tàn sát lẫn nhau. Tam ca. Kim Mao Sư Vương, cái tội người đối địch với bổn giáo, Đại Thánh Vương sẽ khoan dung đặc xá. Chỉ cần ngươi giết Tử Sam Long Vương, ta tốn ta cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, dù có phải rơi đầu cũng không làm chuyện trái với lương tâm. Bà yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ bảo vệ bà. Chỉ Nhược, dẫn người bạn sai kia ra đây. Vậy là ngươi không đồng ý sao? Nhiều lời, có đánh hay không đây? Tên bạc xa này có thể là bùa hộ mạng của chúng ta. Mọi người nhìn kìa, là Bình Đẳng Dương. Ta thấy cũng chưa chắc, có thể bọn chúng sẽ không mạng sống chết của tên bạc xa này. Lão gia tử, dù sao bây giờ chúng ta cũng là cá nằm trong chậu, chi bằng cược với bọn chúng một phen, xem ai sợ ai. Hắn uy hiếp Bình Đẳng Dương, mau dừng tay lại. Các ngươi còn chờ gì nữa? Bây giờ là thời cơ tốt để diệt trừ đám phản đồ Tạ Tốn đó. Mau phóng tên đi. Lùi xuống, chuyện của bổn giáo đâu cho phép người ngoài xen vào. Quả nhiên hữu dụng, bọn chúng cũng phải kiêng dè vài phần. Còn cách gì hay không? Chỉ còn cách cướp người thôi. Chỉ sợ Bình Đẳng Dương sẽ gặp nguy hiểm. Bọn chúng nói gì vậy? Chúng đang thương lượng làm cách nào để cướp lại Bình Đẳng Dương. Tam sứ bạc sa thân thủ kỳ dị, vốn đã rất khó đối phó, còn thêm tam bảo thủ dương nữa, e là cũng không còn cách nào nữa. Đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Nên nói là cũng may có Trường giáo chủ ở đây. Công tử, chú cô nương nói không sai, công tử không đánh lại họ đâu. Miễn cưỡng có đánh chỉ uổng mạng thôi. Đại Thánh Dương đã ra lệnh rồi, bọn chúng chuẩn bị tới cướp người. Vô kỵ, con cầm đồ Long Bảo đao đi. Chí phủ, cứ chém mạnh là được. Được. Bây giờ ta đang bị thương, nên để cho cô sử dụng mới phát huy được uy lực của kiếm này. Chú cô nương, phiền cô canh giữ kỹ bùa hộ mạng của chúng ta, không cần khách sáo với hắn, nhưng mà tuyệt đối không được lấy mạng hắn. Tên Bình Đẳng Dương này, cho dù sống sót trở về thì mấy hàng chữ in trên mặt hắn cũng sâu chết đi được. Chữ gì vậy? Bị thánh quả lệnh đánh trúng mặt, trên mặt in dân tự thánh quả lệnh kìa. Đây là tập pháp càng khôn đại nã di. Cụ thể là chữ gì? Trên đây viết là: muốn trái thì trước, muốn phải thì sao, ba giả bảy thật, trong không sinh có. Cái gì mà trời vuông đất tròn, phía dưới một cũng không đọc được. Muốn trái thì trước, muốn phải thì sao, muốn phải thì sao. Bây giờ không phải lúc huynh luyện võ công đâu, đối phó với địch gấp hơn. Không, tất cả hỏa tiễn. Muốn trái thì trái, muốn phải thì sao? Huynh ấy ngộ ra rồi. Gì chứ? Không chắc lắm, nhưng nhất định liên quan tới mấy câu khẩu quyết kia. Hơn nữa lúc này đang đánh nhau, dường như huynh ấy lĩnh hội được gì đó. Lẽ nào chính là bí mật trên thánh quả lệnh? Quả nhiên, muốn lĩnh hội sự kỳ lạ của võ công bạc sa, nhất định phải biết rõ căn nguyên của võ công bạc sa. Thánh quả lệnh đó chính là căn nguyên. Oh!
Yêu Chiêu, vị chân thượng sinh thánh quá lệnh cho ta nghe, mau. Tiểu Chiêu, nhỏ cô nương, nhỏ cô nương, nhỏ cô nương, nhỏ cô nương, nhỏ cô nương. Bắt lên đi Tiểu Chiêu. Trên đây viết là tùy tham mà động, duy kỳ thanh minh. Kỳ thanh minh, rốt cuộc là có ý gì đây? Không biết nữa, nhưng mà những thứ viết trên đây không phải là võ công. Nó ghi là thánh quả lệnh truyền nhập vào trung thổ, qua tay thương nhân mà truyền về bản xa, trải qua hàng ngàn năm, kết hợp với càn khôn đại nái di. Càn khôn đại nái di, chỉ đọc được ý đại khái thôi. Không sao hết, cô đọc được gì cứ đọc đi. Chị giáo chủ, cuối cùng quên lĩnh hội được rồi. Các người đi mau, đi mau, đừng nói cho ta, tiêu chơi bọn chúng đi. Câm miệng đi. Bình Đẳng Dương, rút lui mau. Không ngờ công tử học được võ công thánh quả lệnh rồi. Loại võ công này rất tà ma, không ngờ tên Bình Đẳng Dương lại tự sát. Không sai, giờ chúng ta mất bộ hộ mạng rồi. Cho dù là huynh lĩnh hội được pháp môn khắc chế võ công bạc xa, nhưng mà trong thiên khanh này chúng ta cũng không còn đường sống nữa. Nếu bọn chúng tiếp tục đổ dầu hỏa xuống thì tất cả chúng ta cũng chết hết. Tiểu cô nương, cô đừng nói những lời không may như vậy. Tiểu cô nương, cô không sao chứ? Chỉ cần được bên huynh, dù có phải chết ta cũng không sợ. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho cô. Vũ Kỷ, con là Minh Giáo giáo chủ, bá tánh Trung Nguyên đều mong chờ Minh Giáo có thể giấy cờ khởi nghĩa, khôi phục thiên hạ nhà Hán. Bình nặng bình nhẹ, con thân là giáo chủ, trong tâm con phải hiểu chứ. Nghĩa phụ, lão gia tử, người nghĩ là trong tình cảnh này chúng ta còn ai sống sót được sao? Người khác ta không lo được, nhưng bất cứ ai cũng không thể tổn hại tính mạng của Vô Kỵ. Người đang ám chỉ ta hả? Nếu như có thể được, ta nguyện chết vì trên giáo chủ vạn lần không hối hận. Chỉ cần quên ấy sống tốt. Nếu chúng ta có thể thắng trận này, Vô Kỵ sau này sẽ là kẻ địch của triều đình. Vậy cô sẽ ra sao? Ta nguyện ý. Nhưng bây giờ nói những lời này có ích gì? Bây giờ chỉ có thể chết cùng nhau thôi. Các ngươi ép chết Bình Đẳng Dương, hôm nay tất cả các ngươi phải đền mạng cho Bình Đẳng Dương. Nếu là hậu hán thì tới đây đánh trận nữa, quyết phân thắng bại. Đại trượng phu, đấu trí không đấu sức, võ công ngươi có cao cường thì đã sao? Trên trời có cửa, ngươi không đi vậy thì xuống địa ngục đi. Cung thủ chuẩn bị. Vô Kỵ, mau qua đây, đứng phía sau lưng ta. Mẹ, mau chuẩn bị cung tên.
Khoan đã. Xảy ra chuyện gì vậy?心给你安稳，只此一吻，我。